Vâng, xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green chia sẻ với các bạn một cái căn nhà vườn mái Thái mà đơn vị chúng tôi đã thiết kế cho anh Kiên ở tỉnh Hà Nam. Và cái bộ hồ sơ công trình nhà vườn này thì chúng tôi đã chuyển phát nhanh về cho gia đình anh Kiên ở tỉnh Hà Nam. Và anh Kiên đã nhận được toàn bộ cái hồ sơ này và đã khởi công xây dựng thi công móng lấy ngày trong tháng 4 này rồi. Thì trong video ngày hôm nay thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green sẽ chia sẻ lại cho các bạn toàn bộ cái hồ sơ của công trình này. Nếu mà các bạn đã theo dõi kênh YouTube Phạm Văn Tuân ấy, thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green chúng tôi đã chuyển toàn bộ cái hồ sơ bản vẽ chuyển phát nhanh cho anh Kiên vào ngày 27 tháng 4 năm 2020 trong cái 4 bộ hồ sơ đấy. Để các bạn quan sát trên màn hình đây thì cái bộ hồ sơ này thì chúng tôi đã chuyển cho anh vào ngày 27 tháng 4 năm 2020 thì chúng tôi đã phát trực tiếp cái video này, thì các bạn có thể xem cái video này. Đơn vị chúng tôi đã chuyển phát nhanh toàn bộ cái hồ sơ này cho anh và anh Kiên đã nhận được cái hồ sơ bản vẽ rồi. Thì để không bỏ lỡ bất kỳ một cái video nào ấy, thì các bạn xem được video này thì chúng ta ấn nút đăng ký ở đây. Đấy, các bạn ấn nút đăng ký kênh ở đây, có cái chữ đăng ký này, các bạn nhìn đăng ký này. Sau đó thì các bạn ấn nút đăng ký xong thì sẽ rung chuông ở đây, thì các bạn tích vào cái con chuông này nhé. Thì mỗi lần đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green phát trên kênh YouTube Phạm Văn Tuân thì các bạn sẽ nhận được cái thông báo. Ngoài ra thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green chúng tôi đã tổng hợp tất cả các mẫu nhà trên website 1001mẫunhadep.com. Thì các bạn vào cái website này thì các bạn cứ lăn chuột xuống để chúng ta tìm cho mình một cái mẫu nhà ưng ý. Ví dụ các bạn lựa chọn mẫu nhà vườn 1001A82 này ạ, thì các bạn kích chuột vào đây. Khi các bạn kích chuột vào đây thì chúng ta sẽ có các cái thông tin của cái công trình nhà vườn này. Các bạn kéo ra đấy, các bạn kéo ra đấy, chúng ta lựa chọn ưng ý thì các bạn gọi điện cho chúng tôi theo số line 0386325566. Bây giờ quay trở lại với công trình của nhà anh Kiên ở tỉnh Hà Nam, một đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green đã thiết kế cho anh. Với cái không gian mặt tiền phía trước của công trình là 10,5m, chiều sâu nhà là 16,5m, thì gồm có 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng thờ và khu vực bếp. Thì bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi vào từng cái công năng cụ thể, tôi sẽ phân tích cho các bạn. Đây là cái không gian mặt tiền và không gian hai mặt tiền. Thì chúng ta sẽ nhìn cái không gian mặt tiền phía trước. Trước tôi sẽ phân tích cho các bạn. Đây là cái mặt tiền chính, chúng ta sẽ nhìn trực diện từ cổng nhìn vào. Thì với cái mặt tiền này thì chúng ta sẽ quan sát, tôi sẽ phân tích cho các bạn từ dưới lên trên. Thì ở đây chúng ta sẽ bước 3 bậc thì các bạn vào khu vực sảnh hiên. Các bạn vào khu vực sảnh hiên đây nhé. Đó, các bạn vào khu vực sảnh hiên 3 bậc này. Thì các bạn đến khu vực sảnh hiên thì chúng ta sẽ vào khu vực cửa đại, thì chúng ta sẽ vào phòng khách kết hợp với phòng thờ. Tiếp theo thì các bạn nhìn sang bên tay trái màn hình các bạn thì ở đây là cái không gian ô cửa sổ của phòng ngủ thứ nhất, phòng ngủ số 1. Và ở xung quanh công trình thì phần phía dưới thì đơn vị chúng tôi đã ốp gạch. Đấy các bạn nhìn, gạch đá tự nhiên. Đấy các bạn nhìn gạch đá này. Đấy, đá tự nhiên màu xanh phù hợp với cái mệnh và tuổi của anh Kiên. Đấy các bạn nhìn ở cả cái ô cửa sổ cũng vậy. Tương tự thì chúng tôi ốp lên cái cột. Đấy các bạn nhìn cái cột này. Và ở vị trí trung tâm này thì chúng tôi cũng ốp. Đấy, và ở vị trí nóc trung tâm lên nữa thì các bạn nhìn chúng tôi cũng ốp cái gạch đó để tạo cái điểm nhấn cái không gian nhà. Đấy, các bạn nhìn đây, tại cái vị trí trung tâm này. Đấy, các bạn nhìn. Đấy là cái phần gạch ốp và màu xanh. Với cái loại gạch này thì cái đơn giá hiện tại một thùng của nó đấy 22 viên rơi khoảng là 360.000 một hộp. Đấy, các bạn nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ ốp thoải mái cái gạch này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái phần kiến trúc mặt tiền khu vực sảnh hiên. Sảnh hiên thì các bạn, đây là cái mái chữ A này, thì các bạn nhìn thì chúng tôi bố trí cái đắp cái rời chỉ và sơn màu chỉ gỗ. Các bạn sơn màu chỉ gỗ này. Đấy, sơn màu chỉ gỗ cái hình tam giác này. Và tương tự cái mặt chính cũng tương tự như vậy, cũng sơn cái hình vân gỗ này để đồng bộ với phần mái nhà phía trên. Đấy là không gian mặt tiền chính thứ nhất tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bây giờ các bạn sẽ đến với cái góc nhìn thứ hai, là góc mặt tiền tiếp theo. Thì ở cái góc nhìn này chúng tôi sẽ nhìn cho các bạn cái góc nhìn tiếp theo. Đây là cái góc nhìn này, góc nhìn đẹp nhất. Thì các bạn nhìn được rõ được cái hai cái mặt tiền của công trình. Một là chúng ta sẽ đi vào khu vực phòng khách, hai là không gian đi vào không gian bếp. Ở đây thì tôi sẽ phân tích cho các bạn cái góc mặt tiền này. Thì đây chúng ta sẽ có thể đi núi này, chúng ta bước 3 bậc thì các bạn vào phòng khách. Các bạn đi vào đây, chúng ta bước 3 bậc thì vào khu vực phòng bếp các bạn nhé.
và cái phần trang trí sảnh phụ ở không gian bếp tương tự như mái của sảnh chính. Để các bạn cũng là mái trên A đây, hai mái trên A này đấy, và cái phần họa tiết hoa văn cũng trang trí tương tự. Và ở đây có cái mái này thì chúng tôi cũng bố trí cái hoa văn đồng bộ giống như cái com lê ấy. Thì mặt nào cũng sẽ đồng bộ như vậy. Để các bạn nhìn đây vẫn là cái đá ốp đó này, đá ốp tự nhiên này, vẫn hình tam giác này. À, các bạn nhìn tam giác chia này, à, sơn màu vân gỗ này. À, bên kia cũng tương tự, và hai cái mái này các bạn nhìn cũng tương tự như vậy nhé. Để về mặt kiến trúc thì các bạn nhìn ở góc này thì các bạn nhìn rõ được không gian của hai mặt tiền với cái ngói màu xanh. Rồi tôi sẽ phân tích cho các bạn tiếp theo. Để ô cửa sổ đây là khu vực của phòng khách, thì ô cửa sổ rất là rộng để thoáng các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ đến với góc nhìn tiếp theo này. Ở góc nhìn tiếp theo thì ở đây là cái góc nhìn ở cái phía đằng hồi nhà các bạn nhé. Thì chúng tôi cũng bố trí không gian để cho các bạn nhìn cái phía này, ít người quan sát nhìn thì đám phía trang trí đây thì chúng tôi cũng giảm cái chi phí đi, thì chúng tôi cái phần mặt này chúng tôi cũng không trang trí gì, cái phía này không ai nhìn thấy các bạn nhé. Cái mặt này để trơn, không ai nhìn thấy gì, các bạn để trơn để giảm chi phí ra đi. Đây là cái góc nhìn tổng thể, thì góc nhìn tổng thể từ trên cao các bạn nhìn xuống từ cái khu vực cổng, thì chúng tôi cũng bố trí hết cái khuôn viên cổng cho gia đình, tổng thể tường rào như nào để các bạn nhìn và có cái góc nhìn tốt nhất về khuôn viên. Ở đây chúng ta sẽ đi không gian cổng từ cổng này, thì cái phần bố trí trụ cổng thì chúng tôi bố trí tương tự như vậy. Các bạn nhìn cái trụ cổng đây thì chúng tôi ốp gạch ở phía dưới chân trụ cổng này đấy, và cái phần trụ cổng chúng tôi cũng thiết kế giống như cái trụ cửa để cho nó đồng bộ. Và cái phần mái cổng, và các bạn nhìn màu xanh cũng tương tự đồng bộ với cái mái nhà, cái mái nhà đây. Đấy, cái hệ mái của công trình đây. Đấy, các bạn nhìn đây là cái hệ mái công trình, thì nó đồng bộ với nhau, là đồng bộ từ cái ngói màu và đến cái phần trang trí. Thì với cái ngói này thì hiện tại thì chúng ta sử dụng nhà anh Kiên 6 ở tỉnh Hà Nam, thì chúng tôi thiết kế là ngói màu và ngói Fury. Đấy, trắng men ở mặt trên. Với cái ngói Fury thì hiện tại là 27.000 một viên, 9 viên 1 mét vuông các bạn nhé. Chúng ta biết những cái thông tin thêm về những vật liệu, các bạn xem video này có 27.000 một viên thôi. Thì với cái ngói màu này nó có rất nhiều ưu điểm, rất là nhẹ và khả năng bay màu rất là ít vì trắng men bề mặt phía trên, thì các bạn chú ý như vậy. Ở tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn được cái phần mặt bằng nội thất bên trong không gian nhà. Thì kích thước mặt tiền tôi nhắc lại là 10,5m, chiều sâu nhà là 16,5m các bạn nhé. Thì cái không gian nội thất bên trong chúng tôi đã bố trí như sau để các bạn cùng tôi quan sát nhé. Chúng ta sẽ bước 3 bậc vào khu vực sảnh hiên, sau đó thì các bạn sẽ đến phòng khách kết hợp với phòng thờ luôn các bạn nhé. Phòng khách kết hợp với phòng thờ thì cái tổng diện tích của khu vực phòng khách này là 28m2 các bạn nhé, gần 30m2 là khu vực phòng khách. Tiếp theo chúng ta đi khu vực sảnh phụ này, các bạn sẽ bước ba bậc lên khu vực sảnh phụ này, thì chúng ta sẽ vào đây là khu vực phòng ăn, phòng bếp của gia đình. Phòng ăn với phòng bếp thì các bạn đây thì nó chiếm cả không gian, cả phòng ăn phòng bếp và cái không gian thông. Thì cái này, cái phòng ăn phòng bếp này có diện tích là 33m2, nó rộng hơn một chút so với phòng khách kết hợp với phòng thờ, thì không gian này rất rộng. Còn đâu thì sẽ dành hết cho diện tích các cái phòng ngủ. Thì chúng ta sẽ vế ba phòng ngủ sẽ về một vế. Thì đây là phòng, chúng ta sẽ đến cái phòng ngủ thứ nhất. Phòng ngủ này có diện tích là 16m2, phòng ngủ này hẹp nhất trong các phòng ngủ. Phòng ngủ này có cái góc nhìn view ra phía ngoài. Đấy. Ok, chúng ta sẽ đến cái phòng ngủ tiếp theo, phòng ngủ số 2. Ở phòng ngủ này thì rộng hơn một chút, phòng ngủ này có diện tích là 18m2 các bạn nhé. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến cái phòng ngủ của vợ chồng anh Kiên. Thì phòng ngủ này có khu vực phòng vệ sinh khép kín bên trong và diện tích phòng ngủ này cũng rộng hơn. Tính cả khu vực vệ sinh thì có là 25m2 các bạn nhé. Có phòng vệ sinh khép kín bên trong để phòng ngủ vợ chồng anh Kiên thì để tiện cho công việc sinh hoạt. Thì phòng ngủ này có phòng vệ sinh khép kín bên trong. Tiếp theo thì cái vế bên này thì chúng ta sẽ đi xuống dưới không gian bếp này, thì các bạn sẽ có cái ngách ở đây, thì chúng ta sẽ có hai cái phòng. Đây là phòng tắm và đây là phòng vệ sinh dành cho hai phòng ngủ của con anh Kiên. Thì hai cháu sẽ sử dụng phòng tắm và phòng vệ sinh chung phía ngoài các bạn nhé. Còn đây là cái không gian bếp của gia đình, thì ở đây có cái cửa phụ đi đằng sau để chúng ta ra cái vực sân ướt, chúng ta có thể mổ gà, mổ cá, mổ ngan phía này.
sau đó làm xong cái công việc sơ chế trước khi chúng ta đưa vào không gian bếp để chúng ta nấu nướng các bạn nhé. Thì đây là một cái không gian nhà vườn tương đối là tối ưu về mặt công năng, cho các gia đình thì chúng ta có thể sử dụng cái công năng này để các bạn có thể tham khảo. Đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green thì thiết kế cho anh Kiên, các bạn có thể xem được cái bộ hồ sơ này, các bạn có thể tham khảo. Để các bạn nào mà cần tư vấn thiết kế nhà thì hãy liên hệ ngay với đơn vị chúng tôi theo số hotline 0386325566. Để quay trở lại kênh YouTube Phạm Văn Tuân, mình sẽ chia sẻ cho các bạn các cái thông tin trước khi chúng ta quay trở lại, thì các bạn xem lại toàn bộ cái không gian công trình nhà vườn mái thái đẹp mà đơn vị chúng tôi thiết kế cho anh Kiên ở tỉnh Hà Nam các bạn nhé. Đây là không gian mặt tiền. Đấy, tại vị trí nhìn hai mặt tiền thì với cái không gian này thì các bạn nhìn nó rất là đẹp và bố trí nó rất là hài hòa về công năng và từ cái màu sắc thì các bạn nhìn thấy đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green phối màu và khuôn viên tổng thể cho gia đình anh nó rất là hợp lý. Thì các bạn hãy liên hệ với chúng tôi nhé. Khi các bạn cần tư vấn thiết kế xây nhà thì bây giờ các bạn sẽ quay trở lại với kênh YouTube Phạm Văn Tuân thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Thì với kênh YouTube này thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực chia sẻ thực chiến là một cách để chúng tôi đưa đến cho các bạn cái góc nhìn chân thực nhất về quá trình tư vấn thiết kế và xây dựng nhà. Thì các bạn hãy tìm hiểu những đơn vị mà vừa tham gia thi công vừa tham gia thiết kế thì chúng tôi rất là hiểu. Thì các bạn nhìn trong cái giai đoạn này sau khi hết dịch thì đơn vị chúng tôi tập trung vào làm thi công và các cái công trình rất là nhiều công trình tuần tập và thi công liên tục, thì chúng tôi cũng phát cho các bạn xem quá trình đơn vị tôi đến giám sát, tư vấn, chia sẻ những các bạn những cái công việc, những cái điều mà các bạn cần lưu ý khi các bạn thi công nhà thì các bạn phải tự giám sát được. Đây 20 giờ trước cái việc đổ bê tông, các bạn có thể xem cái video này về phần phân biệt giữa xi măng PC40 và PC30 và cách để chúng ta tìm được một cái công thức chuẩn để chúng ta sử dụng bao nhiêu cát, bao nhiêu đá, bao nhiêu xi để chúng ta xây được cái mác là 250 để mác bê tông chúng ta đổ bê tông tay thì chúng ta tính toán như nào và cách để chúng ta buộc cốt thép làm sao thì các bạn xem video này. Đấy, thì những cái mà đơn vị tôi chia sẻ thực chiến như vậy để giúp cho các bạn hiểu được đơn vị chúng tôi, hiểu được cái quá trình tư vấn thiết kế nhà, thì các bạn hãy tìm những đơn vị mà có khả năng tham gia chia sẻ thực chiến như vậy thì để các bạn hiểu được hơn về quá trình thi công những căn nhà. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đến cuối đoạn video clip này nhé. Chúc gia đình anh Kiên Sáu luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống. Chúc tất cả các quý khán giả theo dõi kênh YouTube Phạm Văn Tuân luôn luôn mạnh khỏe và nhiều thành công. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube Phạm Văn Tuân nhé. Nếu là người mới thì các bạn nhớ đăng ký nhé. Rồi các bạn hãy chia sẻ video này cho những người cần để tham khảo những mẫu nhà đẹp. Rồi hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.